Hello, chào buổi sáng chị em mình nha. Vì sức mạnh anh em mình là em Seato đời 2019, đi mất cái 60.000 hơn thôi anh chị. Rất là đẹp anh chị ha, xe hơi dơ. Đây xe này sáng giờ em sắp đi đi công việc. Chịu khó đi theo xe luôn nè anh chị. Đèn auto luôn ha. Xe này thì đang bị quá dơ. Tí xíu em chạy lên em rửa một cái là em sẽ lên sóng chi tiết cho anh em mình ha. Và bây giờ em sẽ làm một cái clip này là em lấy thử cho anh em mình xem nha. Xe mua về sẵn đi anh chị ha, không làm gì thêm nha. Nguyên zin, zin từ đầu tới đít, chạy ít nữa chứ, chạy mới có mấy nghìn. Cảm biến đầu, cảm biến đít luôn anh chị ha. Đó, này cảm biến đầu nè, cảm biến đầu này sẽ thể hiện ở phía đầu ha. Đó, cảm biến bên hông luôn, nói chung là cảm biến tứ phía xe luôn anh chị. Chúng nó có công nghệ ha, xe đời mới nha. Xe không có lỗi nhỏ luôn nha anh chị nha. Giờ này thì chạy quá mướt rồi. Chạy sướng lắm anh chị. Chạy đầm sướng êm. Chắc nịch luôn. Giá xe này bán cũng rẻ anh chị. Xe này bán 530. Có bớt chút đỉnh cho anh em mình ha. Vậy anh em nào xem được thì ủng hộ cho em Thịnh. Đó, xe thì ngay chủ. Mua về sẵn đi. Cũng không có làm gì thêm nữa. Chính chủ. Đó. Chất xe đẹp tuyệt vời luôn nha anh chị nha. Máy số chuẩn hết, xe giảm sao mấy ngàn riêng từ đầu tới đích. Dòng này thì chạy nó bao bền bao giữ giá anh chị. Dòng này giống như Fortuner với Innova vậy, giữ giá nha. Tại vì cái mẫu xe này mẫu mới anh chị ha, Seato mới, túi khí của anh xe luôn mà. Chạy nó quá đã anh chị. Máy 1.6, dòng này 100 cây chạy anh em mình đi tầm 6.5 lít anh chị ha. Rất là êm và đầm, cách âm tốt anh chị. Dòng này chạy nó được cái cách âm nè, đầm, phân khúc C mà. Đó, 5 chỗ ngồi. Đó, khoang ở trong rộng rãi. Tí xíu em sẽ rửa lại vệ sinh nội thất, ngoại thất lại hết. Em sẽ lên sóng chi tiết cho anh em mình xem nha. Đó, anh em nào thấy thích xe thì cho một dấu like, một đăng ký kênh để cập nhật nhiều video hơn từ anh em nha. Đó, có hỗ trợ giao lưu, hỗ trợ trao đổi với bà con luôn. Em cảm ơn nhiều nha.